everyone, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của mình. Hey everyone, welcome back to Mama Bear Channel. Nếu như mọi người đã xem video là bồn hoa làm bằng gỗ của mình thì mọi người có thể thấy rằng là những cái cây ở đây nó đã mọc lên rồi. Đây là những cái củ hoa mà mình đã trồng. Đó. Đây là hoa tulip này. Hôm nay thì vợ chồng mình sẽ cùng nhau sửa lại cái bồn hoa này. Cái bồn hoa này thì có đất và bên cạnh đó là sỏi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì con chó nhà mình nó cứ ra nó đào đất lên, rồi nó trộn lẫn đất với sỏi với nhau. Cho nên hôm nay vợ chồng mình sẽ tháo cái hàng rào màu trắng này ra để xây một cái đường gạch để chia rẽ giữa phần đất và phần sỏi ra. All right, hey, where are we going? We measure it. All right. Here's the other. Educated end, that does have numbers. Are you wanting it to go straight right here? Yes. We are 23 feet 4 inches. Baby, look at this flower. Looks pretty. It looks a little bit better than its twin. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi mua gạch về để xây bồn hoa. Told him, I said, tell me about it, brother. Cabbage from. You want a regular car? Can we get one of these? Mom's got that. Let's go inside. We'll be back. See you guys. Mommy! What? Mommy, can we get the plant that waxed over? Được ghi minh chứ. Bố của mình là một người thợ xây, thợ hàn, thợ điện và cũng là một nhà giáo ưu tú có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Bố mình rất tài ba, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm dày dặn trong công tác giảng dạy và hoạt động xây dựng cũng như trong cuộc sống.
Với niềm đam mê, chịu khó tìm tòi và học hỏi, bố mình còn sáng tạo ra những bức tranh đá nghệ thuật đẹp tuyệt vời. Tuy không theo nghiệp bố, nhưng vì được lớn lên trong môi trường xây dựng, được thừa hưởng sự khéo tay hay làm của bố, sự cẩn thận chỉn chu của mẹ, nên khi trưởng thành mình đã biết làm những công việc mà tưởng chừng chỉ dành cho nam giới. Ngoài việc chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, mình còn có rất nhiều đam mê, trong đó việc sửa chữa nhà cửa, trồng trọt, chăm bón cho vườn rau, vườn hoa cũng là những thú vui của mình. Mình thường mua những vật liệu phù hợp về, rồi tự xây chát vườn cây trong khuôn viên nhà mình. Bài hát "Tôi là người thợ xây", sau đây mình xin dành tặng cho bố và các chú của mình đều là những người thợ xây. Qua bài hát này, con chỉ muốn nói với bố rằng, bố ơi, con rất thương và tự hào về bố. Xây những công trình lớn và tới sáng mai có nhiều bên trai trong tôi vang tiếng thở dài dường như tôi vào nghề từ mới hôm qua gành đá bê tông căn hộ vương view bàn chân thân vai cho dạo vì nắng xây ngôi nhà mới. Buổi trưa nay của tôi là cà pháo với chén mắm tôm. Giọt mồ hôi tuôn rơi làm sao với bát cơm đầy. Chiều nay đi cơm tranh lớn treo mình trên 30 thước cao. Lòng bao lao đao nghĩ về cuộc sống. Qua video này, con muốn cảm ơn bố về sự hy sinh vất vả, nuôi dạy con và các em trưởng thành. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp bố đã dành cho chúng con. Con chúc bố luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ. Xin tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo.